Thưa quý vị, đoàn học sinh thi Olympic quốc tế thiên văn và vật lý lần thứ 17 tại Brazil đã về đến Hà Nội sau 10 ngày tham gia kỳ thi. Đây là lần đầu tiên tất cả các học sinh Việt Nam dự thi kỳ thi này đều giành huy chương. Năm em tham gia thì cả 5 em đạt huy chương, trong đó có 2 huy chương bạc và 3 huy chương đồng. Giây phút trở về mang theo vinh quang, mang theo những tấm huy chương danh giá đã được gia đình các em, nhà trường và ngành giáo dục thủ đô đón nhận và chia vui. Những bó hoa tươi thắm, những cái ôm thật chặt và chiếc vòng nguyệt quế tượng trưng cho chiến thắng đã được trao cho các em học sinh tham gia kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý quốc tế ngay khi các em về đến sân bay Nội Bài. Đề thi thì kiến thức nó khá là rộng và khá là sâu, và với một thời gian chuẩn bị 2 tháng thì cũng khá là thiệt thòi cho đoàn Việt Nam so với những đoàn có thể thời gian chuẩn bị đến 6 tháng hoặc là 1 năm hoặc thậm chí là nhiều năm. Thì thực sự là cái việc có được một độ phủ kiến thức sâu và rộng nhất định, đó là khiến em theo em đó là điều khiến mà bọn em đến với mức cao nhất là huy chương vàng. Báo cáo về thành tích của đoàn, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, năm nay có nhiều quốc gia mạnh về lĩnh vực thiên văn và vật lý thiên văn, nên kết quả của đoàn học sinh Việt Nam lần này khá ấn tượng. Đây cũng là lần đầu tiên 100% thành viên đạt huy chương. Điều đó khẳng định việc học tập nghiêm túc, sự nỗ lực rất lớn của cả thầy và trò toàn đoàn. Năm tới chúng tôi sẽ xây dựng một kế hoạch ngay từ đầu năm để phổ biến tới tất cả các cơ sở giáo dục với các em có yêu thích về vật lý thiên văn tham gia được kỳ thi tuyển chọn sơ tuyển, để từ đó có kế hoạch bồi dưỡng, sau đó thì tuyển chọn và tuyển chính thức. Thì như thế nó sẽ đảm bảo được cái sự chất lượng trong cái việc mà nâng cao chất lượng. Thứ hai nữa, đảm bảo sự công bằng, các em có đủ đảm bảo có đủ cái điều kiện có thể tham gia, chứ không phải chỉ riêng trường chuyên Hà Nội Amsterdam. Hàng năm, kỳ thi thiên văn và vật lý thiên văn quốc tế được tổ chức ở các quốc gia đã đón nhận hàng trăm học sinh phổ thông yêu thích vật lý và thiên văn học tham gia. Những thành công đạt được của các em học sinh hôm nay chính là những bước đi đặt nền móng cho việc nghiên cứu thiên văn và vật lý thiên văn trong các trường trung học phổ thông thời gian tới.